Đây là option RS232, option này sẽ được cầu từ cân. Đây là một cái dây RS232 đi ra dạng com. Rồi, đi ra dạng com. Ở đây chúng ta sẽ nối tiếp cái dây gọi là USB com. Com sẽ nối với com của cái cân. Và đi vào đây là cổng USB trên máy tính. Rồi. Đây là một model SG. Ở đây thì sau khi cài đặt thì con sẽ đổ dữ liệu về một file Excel bất kỳ. Ở đây chúng ta chỉ cần nhấn lệnh truyền thì lập tức con sẽ tự đổ. Đây, các bạn nhấn phím memory thì mỗi lần chúng ta nhấn memory thì dữ liệu sẽ đổ vào file Excel. Đây, một lần nhấn. Rồi. Ở đây chúng ta có thể trên file Excel chúng ta có thể tạo number và tạo một cái thông số nào đó bất kỳ. Rồi, hoặc là chúng ta muốn chuyển qua một cái sheet mới, một cái cột mới thì chúng ta cũng sẽ nhấn lệnh giống như thế này. Nhấn phím nhấn. Thì con sẽ tự đổ về. Đây là một cái phần mềm RTS khi cài vào máy tính. Thì chúng ta mở một file Excel bất kỳ sẽ được ra cái dữ liệu giống này.